Mình đang làm, đang hướng dẫn bạn kỹ thuật viên làm các cái chương trình đằng sau cái buổi điều trị mỡ một lần duy nhất của cổng thẩm mỹ quốc tế Bali với cái công nghệ liposlimming. Dạ. Bác có thể cho em xem một tí cái hình ảnh trước đây của chị khách được không ạ? Hôm nay là chị là buổi dưỡng, tức là chị xong liệu trình rồi bác nhỉ? Đúng rồi. Bác cho em xem một chút cái hình ảnh trước đây của chị được không cho ạ? Cho mọi người cùng xem nhé. Ồ. Trước đây là bạn Vân Anh. Dạ. Sau cái trước đây là một tháng là bạn đã đến nhà bên mình thì các bạn nhìn nhá, vùng bụng này và vùng eo là chúng ta không phân biệt ra sự đoạn nào với đoạn nào luôn, có nghĩa là nó đều tăm tắp luôn đấy ạ. Mặc dù bạn ấy mặc bộ quần áo này cũng không phải là bó lắm, thế nhưng mà cũng đã lộ cái vùng bụng dưới này rất là lớn. Thế nhưng mà sau kết quả sau một tháng ấy, các mọi người có thể nhìn đấy ạ, eo của bạn đây, võng eo nó thể hiện rất là rõ ràng luôn ạ, rõ nét này đấy. Vùng bụng của bạn nên lượng mỡ giảm tương đối nhiều. Với cái số cân của bạn sau 1 tháng bạn giảm đó là 6 cân. 6 cân ạ? 6 cân và 20cm, 20cm vùng bụng. Sau cái liệu trình này thì bạn ấy vẫn có thể giảm được tiếp khi mà bạn ấy phối hợp chế độ ăn uống tập luyện. Ôi thế ạ. Đấy. Bạn ấy đầu tiên đến đây thì với cái số cân là 62 cân đúng không anh ạ? Vâng. Đấy, và bây giờ bạn ấy chỉ còn 55 cân. Nói chung là cái số phân tương đối là tốt. Dạ. Đấy. Thế là tình trạng của giảm của chị Vân Anh là khá là tốt đúng không ạ? Đúng rồi. Đáp ứng liệu trình rất là tốt. Mà có một đặc điểm thế này. Các bạn mà sinh em bé xong, bạn này là sinh 3 em bé nhỉ? Dạ. Các bạn nhìn nhá, vết sạm của bạn ấy rất là nhiều. Thế nhưng với công nghệ này nó co hồi da rất là tốt. Các bạn không phải lo lắng là sau một cái liệu trình là da thừa các bạn đi đâu, yên tâm. Máy liposlimming sẽ giải quyết hết cho các bạn. À, đúng rồi giảm béo mà em thấy giảm, là giảm xong nhưng mà da bạn rất là săn chắc bác nhỉ, rồi, không hề bị kiểu nhão hay là trùng cái phần da thừa, làm đến đâu là rất là đẹp đấy. Vâng đấy, mà bạn này nhá còn đẻ mổ đấy, cái tỷ lệ mà giảm lượng mỡ sẽ rất là thấp so với những người đẻ thường, thế nhưng bạn này đạt được cái mong muốn rất là tốt. Dạ. Đấy. Chị Vân Anh ơi, hôm nay chị đến đây làm dưỡng thế này sau một tháng chị cảm thấy thế nào ạ chị? Cảm thấy là thoải mái và cảm thấy là rất là tự tin. Mà quần áo bây giờ chắc là xuống size nhiều lắm rồi chị nhỉ? Đúng rồi ạ. Nói chung là phải thay lại toàn bộ quần áo. Về ông xã có nói gì không chị? Thấy giảm cân này mọi người có khen không? Mọi người khen nhiều lắm, nhất là ông xã tự tin rất nhiều, mà có lẽ là hè này là có thể tự tin diện bikini được rồi. Trước đây mà béo thế xong rồi mình kiểu nhìn đi với chồng nhiều khi có bị mất tự tin không chị, kiểu cảm thấy mình vừa già vừa béo xong rồi là đi cạnh chồng thì thấy có nhiều khi có mất tự tin theo kiểu là, đúng rồi, là nhiều, có khi là còn kiểu suy nghĩ linh tinh không thấy. Đúng chồng rồi. Mình thì vẫn đi ra ngoài có khi chồng là mình thì vẫn phê như thế. Đúng rồi, mình xuống sắc quá bởi vì là thời gian mình đi làm rồi thời gian mình chăm con nhiều ấy, nên là thời gian nghỉ ngơi rất là ít, mà phải ăn uống thì mới có sức để có sữa để cho con bú ấy, nên là ăn uống cũng là vô tội vạ, cho nên là không xuống được cân, cũng muốn xuống cân lắm nhưng mà cứ đêm theo cái thói quen ăn lúc trước ấy là ăn thì toàn thấy lên cân mà chả thấy giảm cân được tí nào, chạy được một vòng thì có khi là về ăn thêm 3 bát cơm. Nhưng mà giờ thì là rất là đẹp rồi chị ạ, không dạ. Không phải lo lắng gì nữa rồi, em thấy vùng bụng của chị bây giờ phải nói là không thua, gọi là chỉ có một chút giảm thôi, còn về cái gọi là số vòng eo thì không thua gì con gái cả, bụng rất là nhỏ. Em cảm ơn chị Vân Anh và cảm ơn bác sĩ nhé. Dạ vâng.